Xin chào tất cả các bác, trước mặt các bác đây đó chính là Sunny Club. Hiện tại đây là một club rất là lớn ở thành phố Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên. Và ở đây thì đang dưới tầng 1 chính là vũ trường Sunny Club. Và ở trên là các hệ thống karaoke, karaoke bar mini. Và hiện tại thì nếu như các bác có thể xem clip thì cách đây thời gian trước thì bên em đã có lên để lắp demo cho chủ đầu tư trải nghiệm hệ thống For Acoustic 112G. Và sau khi qua thời gian họp hành rồi, các anh đã quyết định là chốt phương án là lắp toàn bộ hệ thống của bên em, đó là loa For Acoustic 112G. Và hiện tại thì toàn bộ quá trình thi công thì bên em không có lên clip, nhưng mà toàn bộ quá trình anh em lắp đặt xong hết thì hôm nay bắt đầu chủ đầu tư bắt đầu chốt là lắp hết là 112G. Thì ngày hôm nay bên em sẽ lên review và lại toàn bộ công trình này anh em đã thi công từ trước đó rồi. Anh ơi, chắc trên tầng quá chất luôn. Socket 4 PZ 112G, phòng này đánh 4 cặp, 4 cặp full. Bao nhiêu mơ ước đã tan ra khi cuộc tình đã mất.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.